Tỉnh ủy Quảng Nam vừa công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Bí thư huyện ủy Phước Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Ban tổ chức tỉnh ủy công bố quyết định chuẩn y chức danh Bí thư huyện ủy Phước Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đoàn Văn Thông. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc mừng đồng chí Đoàn Văn Thông được chuẩn y kết quả bầu cử, đồng thời đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Đoàn Văn Thông cần tập trung khối đại đoàn kết thống nhất, lãnh đạo thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trước mắt, huyện ủy Phước Sơn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân. Thời gian tới cần tập trung cho các nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có mục tiêu xây dựng thị trấn Khâm Đức thành đô thị phía Tây của tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Văn Thông cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Phước Sơn vừa tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá công tác chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế xã hội 11 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020. Trong 11 tháng, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dịch tả lợn châu Phi, mưa bão liên tiếp xảy ra, nhưng Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Theo đó, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế được tăng cường, thu ngân sách toàn huyện vượt chỉ tiêu đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được triển khai khá tốt. Công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Công tác giáo dục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lãnh đạo huyện Phước Sơn yêu cầu các ngành chức năng phối hợp thống kê các thiệt hại do bão số 9 vừa qua gây ra, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khơi thông tuyến đường Phước Thành, Phước Lộc, khảo sát tìm kiếm mặt bằng để xây dựng khu tái định cư cho người dân. Huyện Phước Sơn vừa tiếp nhận ủng hộ của Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội 4 tỉnh Quảng Nam, Bình Thuận, Phú Thọ và Bắc Ninh. Tại lễ tiếp nhận, ông Huỳnh Văn Hồ, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, gửi lời thăm hỏi và chia sẻ những thiệt hại mà cơn bão số 9 gây ra đối với người dân huyện Phước Sơn, đồng thời trao 60 triệu đồng ủng hộ 12 hộ dân xã Phước Lộc có người bị chết và mất tích trong bão số 9 vừa qua. Chiều cùng ngày, Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Gia Lai, tỉnh Gia Lai và Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Chè huyện Phước Sơn cũng trao 55 triệu đồng cùng các hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt ở các huyện miền núi Quảng Nam. Đi cùng với nỗi lo sạt lở đất thì nước sạch sinh hoạt hàng ngày đang là nhu cầu bức thiết nhất của hàng ngàn đồng bào thiểu số. Bởi sau bão số 9, hàng trăm công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đều bị phá hủy hoàn toàn. Sau bão số 9 thì hàng loạt công trình nước sạch tại xã Phước Thành đã bị trôi theo dòng nước lũ. Mặc dù hiện tại thời tiết vẫn đang mưa, nhưng người dân vẫn không có nước sạch để dùng. Đi xa hàng chục km, kéo tạm những đường ống còn sót lại sau lũ để dẫn nước về làng là cách mà ông Chiến và gần 2.000 bà con rẻ chiêng nơi đây đang cố để có nước dùng qua ngày. Bởi toàn xã Phước Thành có hơn 10 công trình nước sinh hoạt tự chảy với mức đầu tư hàng chục tỷ đồng, thì giờ đều bị lũ cuốn sạch. Thiếu nước sạch trầm trọng, nhiều khó khăn ban đầu đã xảy ra với bà con nơi đây. Một số dân thì họ đi lấy nước từ nước mặt tự chảy ra, nhưng mà nước mặt chảy ra thì hiện nay mưa nó rất là ô nhiễm, đáng đục, nên là dân sử dụng cũng khó. Không dùng nước mặt thì không có nước để dùng, nên bà con bây giờ là đi gùi nước hoặc đi xin nước. Cái số lượng nước sạch sử dụng cho bà con hiện tại là chưa được đảm bảo, là trầm trọng, thiếu hụt trầm trọng về nguồn nước sạch. Và trong đó thì quá trình mà dễ xảy ra các dịch bệnh như đường tiêu hóa, tiêu chảy hoặc là vấn đề lây nhiễm khác. Trong lúc chờ nhà nước làm mới các công trình nước sạch, hàng ngàn người dân vùng cao ở các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đang làm mọi cách như thế này để có nước dùng. Cuộc sống tạm bợ sau lũ, giờ lại thiếu nước sạch, bà con miền núi đang gặp muôn vàn khó khăn. Giải pháp tạm thời mà người dân đang rất cần là hỗ trợ ống dây nhựa để họ có thể tự kéo nước về dùng. Mưa, bão lũ, rồi áp thấp nhiệt đới, nước từ trên trời đổ xuống rất nhiều. Nhưng để có nước sạch cho người dân sử dụng lại không hề đơn giản. Đoàn y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng vừa đến thăm khám điều trị và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Phước Kim. Ngoài việc cử đội ngũ y bác sĩ giỏi, kinh nghiệm lâu năm, trực tiếp thăm khám cho người dân, Bệnh viện C Đà Nẵng đã đưa nhiều trang thiết bị y tế hiện đại nhất hiện nay và cơ số thuốc khá lớn để phục vụ khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, các y bác sĩ đã dành tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua gần 2 ngày, các y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã thăm khám cho hơn 1.000 trường hợp, cấp hơn 4.000 viên thuốc, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh, ngăn ngừa bệnh tật. Sau thiên tai bão lũ, cuộc sống của miền núi nói chung và bà con người Bơ No của huyện Phước Sơn nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Do vậy, những nghĩa cử cao đẹp từ các đoàn thiện nguyện dành cho bà con vùng cao lúc này thật đáng trân trọng. Học sinh vùng sạt lở núi ở các xã Phước Thành, Phước Lộc của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã vừa đi học trở lại sau hơn 1 tháng nghỉ học vì ảnh hưởng của mưa bão. Hiện tuyến đường từ xã Phước Thành lên Phước Lộc mới khắc phục cơ bản, thông tuyến tạm thời. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phước Lộc đã hoạt động trở lại sau 3 ngày nay. Tất cả đội ngũ giáo viên học sinh cũng đã đông đủ. Các trường vùng lũ đang lên kế hoạch dạy bù ngày nghỉ để các em theo kịp chương trình chung. Hiện nay, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phước Sơn yêu cầu các trường tổ chức dạy bù cho các em học sinh bán trú vào thứ Bảy và Chủ nhật, cắt giảm những nội dung không cần thiết. Trên cơ sở đó, nhà trường sẽ có kế hoạch tinh giảm những nội dung không cần thiết. Trong đợt mưa lũ vừa qua, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học các trường bị hư hỏng nặng. 4 em học sinh đã không may thiệt mạng do lũ quét. Huyện Phước Sơn đã thành lập và triển khai 3 đoàn công tác giúp dân dựng nhà tạm sau mưa bão. Theo đó, hơn 50 lực lượng gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ, hội đoàn thể, thanh niên, phụ nữ, nông dân được huy động để dựng nhà tạm cho bà con. Tại các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc, các lực lượng này đã phối hợp với địa phương chọn vị trí đất dựng nhà tạm cho nhiều bà con có nơi sinh hoạt, sớm ổn định cuộc sống. Được biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, Phước Sơn có 112 hộ bị trôi nhà, sập nhà hoàn toàn và đang rất khó khăn trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong thiên tai, nhiều cán bộ vùng cao Quảng Nam đã không ngại nguy hiểm để cứu dân, giúp dân. Có người đã vĩnh viễn nằm lại bởi họa sạt lở núi mà đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể. Cũng có người may mắn sống sót, nhưng nhà cửa, ruộng vườn đều bị lũ cuốn trôi. Bởi lũ đi qua, những cán bộ xã này lại lao vào công cuộc giúp bà con tái thiết cuộc sống và dường như họ quên đi mất rằng bản thân họ cũng trắng tay sau lũ dữ. Câu chuyện được chúng tôi thực hiện tại xã vùng cao Phước Lộc của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trong hoang tàn đổ nát, người phụ nữ này đang nhặt nhạnh những thanh củi còn sót lại sau lũ. Xếp củi là công việc của đàn ông, nhưng từ ngày chồng chị là anh Hồ Văn Sợ, cán bộ xã Phước Lộc mất tích trong lúc tham gia cứu dân, thì chị Giang đã làm thay tất cả. Nhà không còn, chồng cũng chưa tìm thấy thi thể, thì những bó củi kia cũng không thể sưởi ấm cho hai mẹ con người phụ nữ bạc phận này. Ai cũng rồi thôi, có vợ có chồng có vang một người phải buồn, khó khăn thôi, nhà cửa không còn nữa, người thì mất, đồ đạc thì không còn. Những cơn bão lũ liên tiếp vừa qua đã làm 2 cán bộ xã Phước Lộc tử nạn trong quá trình đi cứu dân. Ngoài ra còn có nhiều cán bộ xã bị trôi hoàn toàn nhà cửa. Công tác tại vùng cao đã khó, nay lại càng thêm khổ. Trắng tay sau thiên tai lũ dữ, nhưng nỗi lo của họ không dành cho bản thân mình mà lại dành tất cả cho đồng bào. Cái đây là nhiệm vụ chung, vì mình cũng là một cán bộ, nên là cố gắng giúp dân cho nó an toàn trước, còn mình tính sau. Cũng hỗ trợ, cũng giúp qua giúp lại về quần áo mạc rồi cũng như là cơm nước cho bà con để đảm bảo cái đời sống hiện tại. Còn nếu có sự hỗ trợ thì cũng sẽ nhường lại cho bà con. Trong thiên tai bão lũ, người cán bộ dầm mưa để cứu dân, thậm chí đánh đổi mạng sống để mang lại an toàn cho nhiều người, là một hình ảnh đẹp và ấm lòng bà con dân bản. Huyện chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ghi nhận cái này và sau cơn bão này chúng tôi sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và có biểu dương khen thưởng những trường hợp này. Trong 112 hộ trôi nhà hoàn toàn của huyện Phước Sơn, có rất nhiều nhà của cán bộ xã, nhưng trong danh sách nhận quà hỗ trợ từ các đoàn từ thiện, họ lại không bao giờ để tên mình vào đó. Những ngày này, họ lại lặng thầm công việc giúp dân dựng lại nhà cửa, trong khi chính bản thân họ cũng chưa biết bao giờ mới có thể làm lại ngôi nhà che mưa che nắng. Thưa quý vị, sau bão lũ, hàng nghìn mạnh thường quân, hàng triệu suất quà đã về với vùng cao Quảng Nam. và để những tấm lòng sẻ chia của người dân cả nước đến đúng đối tượng, an toàn trên các nẻo đường thiện nguyện. Tại các huyện miền núi Quảng Nam đã đang xuất hiện nhiều mô hình giúp đỡ và là cầu nối để đưa tấm lòng của bà con miền xuôi đến gần hơn với miền ngược. Câu chuyện được chúng tôi thực hiện tại huyện Phước Sơn, một trong hai địa phương bị thiệt hại nặng nề sau thiên tai lũ dữ hồi cuối tháng 10 vừa qua. Những tảng đá to, chắn ngang như thế này không phải hiếm gặp trên đường vào vùng sạt lở núi. Và khi đó, gần 30 thanh niên đoàn xung kích của huyện Phước Sơn đã có mặt, vừa dùng sức người, cơ giới, vừa hướng dẫn thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Chính sự có mặt kịp thời của các bạn trẻ đã giúp nhiều đoàn thiện nguyện đến sớm hơn với bà con vùng cao. Nếu đoàn không có được sự hỗ trợ của các anh em đội chung kích thì chắc có lẽ không những đoàn này mà tất cả các đoàn khác cũng khó đến được những cái điểm mà từ thiện để cho làm cái việc thiện nguyện đúng nghĩa của mình. Đơn giản chỉ muốn sẻ chia với khó khăn của bà con vùng cao. Hơn một tháng qua, những thành viên đội xung kích huyện Phước Sơn đã làm cầu nối cho hàng trăm đoàn thiện nguyện trong cả nước. Gian khó, khổ cực, thậm chí gặp nguy hiểm trên đường đi. Song khi hàng triệu xuất quà từ miền xuôi được trao tận tay đồng bào, họ như vui hơn và thêm ấm lòng. Công việc thầm lặng không tên nhưng người đưa đò của các bạn trẻ vẫn chưa dừng lại. Thiên tai như vậy thì tụi em cũng làm về cái tâm mình thôi. Tụi em muốn hướng về bà con vùng cao. Chính em đi đợt vừa rồi em đi Phước Thành thì cũng ở sai mấy lần chứ, bị bỏng chân đấy chứ. Nhưng mà nói chung đi được vui lắm, lên thấy bà con được nhận quà, bản thân mình thấy vui, thấy hạnh phúc. Muốn hỗ trợ một cái phần sức lực nhỏ bé của mình để mà giúp cho người dân khắc phục những cái khó khăn sau cơn bão số 9. Cho đến khi nào mà không còn đoàn nào đến với Phước Sơn nữa, cho đến khi nào mà người dân không ổn định được cuộc sống thì tụi em mới dừng cái công việc của tụi em lại. Sau bão lũ thiên tai, đoàn thiện nguyện mang hàng triệu suất quà đến với bà con vùng cao. Còn với các bạn trẻ, họ đã đang góp một phần nhỏ công sức kết nối tình đồng bào giữa miền ngược với miền xuôi. Tất cả đều hướng tới xây dựng một cuộc sống ổn định cho bà con dân tộc thiểu số sau họa thiên tai. Trên địa phương Phước Sơn, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.